Sabbe dukkha vupassamang tute sakkato dhammaratanang ausatang uttamang varang parilahupassamanang dhammate cena sotinana santupadavasabbe paya vupassamang tute sakkato sankharatanang ausatang uttamang varang ahuneyang pahuneyang sankhate cena sotinana santupadavasabbe được tiêu tan những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo, những món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng. Nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo, những món linh dược quý cao là Pháp là để cho người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng. Si tama thu si tama thu si tama thu idang phalam etasmin ratanata yasmin sampasada na cheta so, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa lành thay, dạ phần lễ bái tam bảo tóm tắt, thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ba ngôi tam bảo đã hoàn tất. Con xin giao mic đến cho MC Nguyên Như ạ. Dạ chúng con kính tri ân sư Nguyên Thông và sư Thanh Tâm. Xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Dạ con xin trao mic lại cho Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Dạ con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ Nguyên Như xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để truyền giới cho chúng con, và xin kính tri ân chị Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để thọ tam quy và ngũ giới cho chúng em ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh cả đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Brahma Chaloka Tipati Sahampati Katang Chali An Thiwarang Ayachatha Santi Thasantam Parachang Khachatika Dese Tu Thammang Anukam Bimang Pachang Santham Ma Phê Rinh Quỷ Nhà Văn Cha Ca Văn Sùa Tăng Cha Bành Thân A Phi Thầm Mà Chăm Măng A Cô Ta Danh Tô Cha Tu San Cha Đành Đăng Ba Bồ Tha Nê Dê Parisa Yamam Che
Ewang saham bati brahma Bhagavantam ajachata Tuân hi phà quê na tăng bù thô Cà ruộng nhê na thi hoa xa gia Tăng ha vua ta gia ba đê na Mi ga đa yang ta tô ga tô Bằng cha vắng gia đa vô nây dê A măng ba dê si thăm ma tô Ta tô ba phu ti sâm bù thô A nu na thăm ma đê sa năng Ma kha wa sa ni đê sê si Sanh ta năng an tha sinh tha căng Tê na sa thua vô phân tê Đề xê tu thăm mà đề sa năng Sâm ba di tha pa ri sa ya A nu cam băm bi ca ta quê Nắc mô bút thà giá Nắc mô thăm mà giá Nắc mô sang kha giá Và dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và dạ, Nguyên Như con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Mô tha dạ, mô tha mai dạ, mô sa ca dạ. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Dạ. Dạ, kính lễ chư Phật tử tăng trong lớp. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp bài sắc pháp lần trước ha. Lần trước học với năm sắc thần kinh thì phải ha. Phải không quý vị? Học hết vừa năm sắc thần kinh. Rồi, đúng không? Ok. Rồi, mà mình tiếp tục. Thì hôm nay dự kiến là vô sớm để học sớm để cho quý vị được nghỉ sớm cho khỏe. Cuối cùng cũng vậy đâu vô đó, y quần cũ thôi. Thì thôi kệ là cứ lọc tới đâu hay học tới đâu hay tới đó. Chứ sao nhiều người muốn sớm thì chúng tôi sắp xếp kết thúc sớm để giải ít lại. Vậy thay vì dạy nguyên bài thì mình dạy nửa bài này. Cho nó nghỉ sớm để quý vị đỡ mệt ha. Khoảng 10 rưỡi là mình chấm dứt mà cũng xong rồi. Rồi, ok. Để, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Atiwadeni Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Mayanuttamang Atiwadiyapasissang Atithammatasang Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Ma Dạ, Nam mô Sanh Ca Dạ. Dạ, kính thưa chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị. Rồi, để trước khi vào bài học chính thức thì chúng ta tranh thủ lên đọc phần Pali ha. Pali cho nắm được ý bài cho tốt. Và đứng tranh thủ đọc cho nhanh nhanh lên. Ví dụ chia nhau đọc đoạn 1, đoạn 2, thay phiên nhau đọc cho nó để rút bớt thời gian. Để vô bài học. Chứ mà thầy kéo dài quá khuya quá nhiều người cũng mệt mỏi học không vô. Rồi xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Dạ kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Trong Nguyễn đọc hot bài. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Cảm ơn Trong Nguyễn. Rupasangkhavipāgo Phân tách sắc pháp đoạn 1.
Rupasamuddesa, liệt kê các sắc. Chatta Rimaha Phuta Nichatun Nhan Chamaha Phuta Nang Upada Yarupan Titiham Đề Tăng Rupang Eka Tasavite Nasangahang Kachati. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 11 loại. Các thằng 1. Bakawi tha tu abo tha tu tejo tha tu vayo tha tu phu ta ru bằng nam á. Bằng cách nào? 1. Những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính dính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động gió. Chakhu so tăng kha năng chiêu ha kayo basa daru bằng nà ma, những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rupang sato gantho raso apo tha tu vach chi tang phu tat taya sang kha tang pho thap bang jago chara rupang na ma, những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. Ít thắt tăng, vui sát tăng, và quá rù bằng nà má, những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. Hadayawat, thu hayawat rù bằng nà má, tính chất của sắc pháp về tâm sắc khí vật. À, dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con xin đọc bài. Chattari maha phuta ni chat tuân năng cha maha phu ta năng upada ya rupang ti duy tham pe tăng rupang eka dasa vit thề na sang kha tăng gacha ti. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sinh. Hai phần này gồm 11 loại. Các tăng số 1. Bhattavi tha tu apo tha tu techo tha tu vayo tha tu phu ta rau pang na ma, bằng cách nào? Số 1, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra là đất, nguyên tố có đặc tính làm dính lại liền là nước, nguyên tố nhiệt là lửa và nguyên tố di động là gió. Số 2, chắc cú sô tăng ga năng chiếp hà ca yô pa sa đa ru bằng na má, những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Số ba, ru bằng sát đô gan thô ra sô apo apo tha thú và chí tăng phù tát tế giá sẵn ca tăng phù tháp bằng cha cô cha gô cha ru bằng na má, những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ gì đó đúng không? Ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. Số 4, ít thát tăng puri sát thăng pha và ru băng na má, những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tính và nữ tính. Số 5, Athayavattu
Adai và rupang na ma tính chất của sắc pháp về tâm tức sắc y vật. Đoạn 2 xin mời người kế. Dạ, xin cảm ơn chú vị. Dạ. À, đúng rồi, đúng rồi, sư kéo xuống đọc lại đó có huynh. Dạ xin mời Nguyên Như. Dạ chân thành tri ân chư vị lắng tai nghe. Dạ. Dạ con xin được đọc bài ạ. Đoạn 2. 6. Chi quý tinh trí giang, chi quý tá ru bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. Số 7. Cá bá li ca rô, a hà rô, a hà rá rù bằng nà má. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Y tí cha át thà rá xá quý thầm bề tầng, xá phà quá rù bằng xá lắc khá ná rù bằng nít. Phá ná rù bằng rù bá rù bằng sầm má xá ná rù bằng tí chá sằng gá hằng gách trần tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại. A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. Số 8. Aka sattha tuparit chề đá rù bằng nà má. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. Số 9. Cà giá huỳnh nhắc tí, quá trì huỳnh nhắc tí rù bằng nà má. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. Số 10. Rù bát xá lá hú tà mú đú tà cầm mành nhá tà huỳnh nhắc tí tóa dằn quý cà rá rù bằng ngà má. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. Số 11. Rù bát xá ú bá chá dồ sành tá tí chá rá tà á nít chá tà lắc khá ná rù bằng nà má. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Chà tí rù bá mề quá bá nét thá ú bá chá giá sành tá tí nà mề ná bá quýt chá tì tí ề cà đá xá quý thành bề tàng rù bằng ác thá quỳ xá tí quý thằng hồ tí xá rù bá quá xề ná. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con đã đọc xong, Nguyên Như xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Ca, con xin kính lễ sư Thanh Tâm, xin kính lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào vị kiên và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Châu đã cho tín hiệu. Dạ, con xin trả bài. Rupat Sangha Sangha Vipavo phân tích sắc pháp đoạn 1. Rupat Sabudde Sat liệt kê các sắc. Chitta Rit Mahabhutani Chattun Nang Chat Mahabhutanang Udya da upadaya rupanti dvidampe tang rupang eka dasa videna sanggahang kacati. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sinh. Hai phần này gồm 11 loại. Khách thần như một Pathavida tu Apoda tu Techoda tu Vayoda tu Puta Rupang Nama. Bằng cách nào? Một, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động gió. Chắc
khu sô tăng gà năng chú hà khà dô phát xà đá đá rù bằng nà má. Những tính chất nhạy của sắc pháp tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rù bằng sát đồ gần đồ ra sô bồ đà tu vật chi tăng bù tất ta giá sang khà tăng phô tà bằng chá hồ chá ra rù bằng nà má. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. Ít thất tăng purisat tăng bà qua rù bằng nà má. Những tính chất của sắc pháp về tánh tức nam tánh và nữ tánh. Hadaya vát thú hadaya hadaya ru bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về tâm tức sắc ý vật. Ủa, còn nữa không chị cho? Dạ xa đúng con xin nhường mức lại cho đạo tràng, xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, đoạn 2, Chiều tình ri dần, chiều ta rù bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống sắc mạng quyền. 7. Các bát lì các rồ à hà rồ à hà ra rù bằng nà mát. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp tức sắc vật thật. 8. Thầm bề tăng sa phà quá rù bằng sa lắc khá ra rù bằng nít phàn na rù bằng rù ba rù bằng sầm ma sa na rù bằng tí cha sằng ga hằng gách cha tí. Như vậy 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: a. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tính tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. A. Ca sát tha tu ba ri chê đa ru bằng nà má. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp tức nguyên tố không gian hư không. Châu ơi, không biết bài số 9. Dạ. Cà giá huỳnh nha tí quá trình. Huỳnh nha tí rù bằng nà má. Tính chất truyền thông của sắc pháp tức sự biểu lộ bằng thân. Thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Rù ba sa la hút tà mu đu tà cầm mạnh nhà tà huỳnh nhá tí. Đề đằng nguy cà ru ra rù bằng nà má. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng khinh, mềm dịu nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ biểu tri. Rù ba sa u ba cha yo san ta ti cha ra ta a ni cha ta la ka ran rù bằng na ma.
Những đặc tượng của sắc pháp tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Cha chi ru ba me wa na nít tha u ba cha ya sang ta ti na me ma bao vô cha ti ti e ca đa sa quý thằng bề tầng ru bằng a thát quỳ sa ti quý thằng hồ ti sa ru ba wa se na. Nơi đây đặc tính sanh khởi và sự liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ Sư Nguyên Thông, chào Thầy Kinh cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Rù ba sằng ga huy huy phà gồ, phân tách sắc pháp, đoạn 1. Rù ba sa mu đề sắc, liệt kê các sắc. Chắc tà ri ma hà phù tà ni cha tùn nành cha ma hà phù tà nằng. U bà đà gia rù bành ti đuý thầm bề tằng rù bằng. Ê cà đa sa quy thể na sằng ga hằng gách chát tị. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 11 loại. Các tầng 1. Ba tha quỳ thà tu à bồ thà tu tề trồ thà tu hòa dồ thà tu phù ta rù bằng nà mắt. Bằng cách nào? 1. Những tính chất chánh yếu của sắc pháp. Nguyên tố có đặc tính duỗi ra, đất. Nguyên tố có đặc tính làm dính liền, nước. Nguyên tố nhiệt, lửa. Và nguyên tố di động, gió. 2. Chắc khu sồ tằng khà nằng chiều hà cà dồ pa xà đa rù bằng nà mắt. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rù bằng sắt đồ gần thổ ra sổ à bồ thà tu quách chi tầng phù tát ta gia sằng khà tầng khốt tháp bành cha gồ cha ra rù bằng nà mắt. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thân, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại, nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. 4. Ít thát tầng, puri sát tầng và qua rù bằng nà mắt. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. 5. Hada gia quát thu hada gia rù bằng nà mắt. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp ạ. Mời cha Vin. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga, và con kính lễ quý sư, con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng, và con xin đọc đoạn 2. Đoạn 2, 6. Chỉ vi tình truy dần, chỉ vi ta rù bằng nà mắt. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. 7. Kha pa li kha rô a ha ro a ha ra ru bằng nà mắt. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Iticha attha rasa vi tằng pe tằng sappa va ru bằng salakkhana ru bằng nippanna nippanna ru bằng ru pa ru bằng sammasana ru panti cha sằng gá hằng gách cha tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: a. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C.
như được cấu tạo do nhân duyên, đi như luôn luôn biến đổi, e như thích nghi để suy niệm. 8. Akasada tu tu pariche daru bằng nama. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian hư không. 9. Kaya huynh nhất tí quá chi huynh nhất tí huynh nhất tí rù bằng nama. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân bi, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Rupassa lahuta, xin lỗi, Rupassa lahuta mudutta thần mình nhát tà huỳnh nhát tí toa dần quyết khà ra rù bằng nà mất. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. 11. Rupassa upachayo santati charata anicchata lakkhana rupang nama. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Cha ti ru pa me wa pan, xin lỗi, cha ti ru pa me wa pan net tha upachaya san tat tin uchapaya san tat ti na me na pavicha ti ti e ka dasa vidang pe tang rupang atha visati vidang ho ti saru Pawasane, xin lỗi, Pawasena. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn cô Châu Nguyễn Phú Bài. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sa Kha. À, kính lễ chư Đức Tăng Thanh Tràng quý vị. Rồi, đã hết rồi ha, lo còn ai đọc nữa. Alo. Chuẩn bị học được chưa? Alo. Rồi, xong ha. Rồi, giờ là chúng ta vô bài học. Hôm nay cũng học trễ một xíu ha, tuần sau anh cố gắng sớm sớm chút để thôi có nhiều người mệt mà không học nổi nữa, khổ nữa. Rồi chúng ta đã học xong cái phần về sắc thần kinh một là mã, bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần số 2 là mã là sắc cảnh giới. Sắc cảnh giới cảnh giới go chara ru ba cảnh giới thư ký là rồi rồi cái dòng ghi ha, chính là đối tượng của năm căn phải. Chính là đối tượng của năm căn phải, là cảnh của năm sắc thần kinh phải, là sở tri của ngũ song thức chấm.
chính là đối tượng của năm căn, là cảnh của năm sắc thần kinh, là sở tri của ngũ song thức. Đó là nói về cái sắc cảnh giới, tức là cái cảnh là cái đối tượng của năm căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, vĩ căn, thiệt căn, thân căn, đối tượng của năm căn đó. Và nó là cái cảnh cho năm cái sắc thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và nó cũng là sở tri cho ngũ song thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức. Thì khi mà có những cái cảnh này vô tiếp xúc với năm căn, tiếp xúc qua năm cái hệ thần kinh, thì ngũ song thức sinh khởi. Thì như vậy đó là nói về cái phần về sắc cảnh giới. Xin dòng có bốn sắc là hai chấm sắc, thinh, khí, vị, là bốn sắc. Sắc cảnh giới có được bốn sắc ha, sắc, thinh, khí, vị. Bốn sắc. Rồi. Riêng xúc, vừa mình này nó là sắc thinh khí vị xúc ha. Bây giờ mình ghi đánh gặp đầu dòng hay bông đầu dòng được. Riêng xúc không được kể, vì xúc là do ba đại đất, lửa, gió. Riêng xúc không được kể, vì xúc là do tam đại đất, lửa, gió. Rồi, xuống dòng số 1. Bây giờ mình đi xuống sắc cảnh sắc. Số 1 nhỏ là sắc cảnh sắc. Rupa Ramana, sắc cảnh sắc. Nghe cô thư ký mà sao đánh máy chậm vậy ta? À, buổi sáng chứ phải ban đêm ngủ gục thì ngủ mất tiêu rồi. Dạ, mắt mắt mờ, tai rung ha. Chắc cảnh sát rồi qua rầm đó rồi. Cái gì làm đối tượng cho mắt biết? Cái gì làm đối tượng cho mắt biết? Thì đó là cảnh sắc. Cái gì làm đối tượng cho mắt biết? Thì đó là cảnh sắc. À, tức là cái gì mà nó làm là đối tượng cho con mắt biết, biết mắt biết này, tức là cái thần kinh đó, chạm thần kinh để cho mà nhãn thức nó xanh là nó biết được đó. Thì cái đó được gọi là cảnh sắc. Mắt mắt cái tê đúng rồi, cái mắt biết. Rồi xuống dòng tiếp ha. Cái gì mình diễn đạt lên hình dạng? Cái gì diễn đạt lên hình dạng, hình tướng của sự vật? Cái đó là cảnh sắc. Cái gì diễn đạt lên hình dạng, hình tướng của sự vật? Cái đó là cảnh sắc. Tức là cái gì mà nó diễn đạt lên, nó do sự gom tụ của nhiều thứ, nhiều cái sắc ấy, để nó tạo thành một cái hình dạng hoặc là hình tướng của sự vật ấy, thì cái đó là cảnh sắc. Rồi, xin dòng. Nói cách khác, phải. Cái gì mắt thấy được? Cái gì mắt thấy được?
tâm nhãn thức biết được, cái đó là cảnh sắc. Cái gì mắt thấy được, tâm nhãn thức biết được, cái đó là cảnh sắc. À, tôi làm nói là một cách rõ ràng cho mình biết ha, tức là cái gì mà mắt mình thấy được, à, thì cái tâm nhãn thức cái sanh lên nó biết được cái đó, thì cái đó là cảnh sắc. À, còn những cái mà mình không phải do thấy, à, thì cái đó không phải là mình thấy. À, nhiều người ta nói là trong ruột trong gan mình nhìn mình không thấy, đâu phải là nhãn thức là thấy được cái đó được, cái đó là cảnh xúc thôi chứ không có nhãn thức để biết được cái đó. Thì cái gì mà để trong mắt thấy được, cái tâm nhãn thức cái sanh lên nó biết được cái đó, thì cái đó được gọi là cảnh sắc. Rồi bây giờ ông đánh cái bông đầu dòng nha, đánh qua thị đầu dòng. Nhưng khi có sự biết được sắc, nhưng khi có sự biết được sắc như thế này như thế kia, nhưng khi có sự biết được sắc như thế này như thế kia, tròn dài vàng xanh trắng chấm 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 ha, tròn dài vàng xanh trắng, thì không là cảnh sắc nữa mà là cảnh pháp. À, cái này cho mọi người để ý. Thì không là cảnh sắc nữa mà là cảnh pháp. Nhưng khi có sự biết sắc thì không là cảnh sắc nữa mà là cảnh pháp. Giờ dài để mình hiểu được cái này, nó khó hiểu cái này lắm ạ. Cái này nó đi vô trong cái lộ trình tâm nó khó hiểu. Vậy thí dụ bây giờ con mắt của mình nó thấy cảnh sắc ha, thì lúc đó cái lộ nhãn thức nó sanh, lộ nhãn á, lộ tâm nhãn thức nó sanh khởi, tức là cảnh sắc, rồi vô cái rung động dứt dòng, rồi cái tâm nhãn thức nó sanh lên, thì cái lộ tâm nhãn thức nó sanh lên á, nó diệt xuống, nó diệt mất đi, thì lúc đó hộ kiếp nó làm cho một rẹt hàng trăm hàng ngàn lộ hộ kiếp, triệu hộ kiếp sanh khởi á, thì nối tiếp cái lộ hộ kiếp là, nó là một cái lộ nối tiếp nữa, là lộ ý môn nó sanh khởi, lúc đó nó không còn là lộ nhãn thức nữa mà nó qua lộ ý, rồi xong tới cái lộ nó thu vén cái hình ảnh đó, rồi nó mới định nghĩa hình ảnh đó, rồi sau đó nó mới xác định hình ảnh đó là cái gì đó, đó. Thì lúc mà nó định nghĩa, nó xác định là nó qua tục đế. À, khi nó qua tục đế thì cảnh đó là cảnh không còn là cảnh chân đế nữa, mà cái sắc này là thuộc về cảnh chân đế. Cái sắc mình thấy, ví dụ như mình thấy, mắt mình thấy cái sắc đó, thì lúc đó nó còn là chân. Nhưng mà khi mình biết được là cái này là cái bàn, cái này là cái xe, cái này là Châu Nguyễn, đây là Cô Dung, đây là Nguyên Như, thì nó lại qua tục đế rồi. À, thì khi mà qua tục đế thì cái đó là cảnh pháp chứ nó không còn là cảnh sắc nữa. Quý vị nắm được này không? Này, khó hiểu cái chỗ này, tại vì khi mình nhìn thấy á, mình nhìn vô thấy là không phải là mình thấy liền, không phải là mình biết được cái đó liền, bởi vì khi mình biết được cái đó, mình biết được cái đó là nó qua tục đế rồi. À, nó qua chẳng hạn như mình nhìn vô cái mình biết rồi, đây là là chiếc xe, đây là đất, đây là nước, là nó qua thực tế rồi. À, nó qua thực tế thì tục đế nó là thuộc về cảnh pháp chứ nó không phải là cảnh sắc nữa. À, thì chính vì cái chỗ đó thì những cái gì mà mình biết được á, mình thấy á, là mình chưa chắc là mình đã biết được cái đó rồi, bởi vì lúc đó là cái pháp nó còn nằm ở bên trong pháp chân đế, mình khó mà biết được lắm. À, thì do cho nên chính vì như vậy nó phải trải qua một cái quá trình
lại coi như là nói tiếp cảnh, nó vô lộ ý, nó chuyển qua rồi nó phân định, rồi nó làm việc, nó làm việc để nó mới biết được, xác định được. Ví dụ như nhìn một cái bàn hoặc là computer, là mình nhìn mình biết là computer, thì nó trải qua hàng loạt cái dòng tư tưởng để nó sắp đặt, lắp ráp, nó sắp đặt để mà nó mới xác định được, thì không có gì mà tự nhiên mình biết liền được. Cho nên chính vì do đó chúng ta rơi vào trong cái tục đế. Khi mình rơi vào trong tục đế rồi là mình không còn bắt được pháp chân đế nữa. Thì chính cái chỗ này mình phải cần phải để ý, lưu ý cái chỗ này lúc mình tu hành tính xứ vậy. Mình hành tính xứ những cái gì mình thấy, mình biết ở đây là vuông tròn nhắn này kia, là cái đó là rớt vô tục đế hết rồi. Đó là thuộc về cảnh pháp hết. Chứ nó không còn là cảnh chân đế về cảnh sắc nữa. Bây giờ nắm được không cho biết đây. Dễ hiểu ha, có gì đâu, có gì đâu, rắc rối ha. Rồi, thông qua được ha. Rồi, rồi xuống dòng tứ ý nghĩa, hai chấm. Mốt có dịp mà học tới phần lộ trình tâm á, đi vô lộ trình tâm mà chúng ta sẽ đi kỹ lưỡng phân tích để mình thấy chính xác hơn ha. Rất là quan trọng. Vô phần lộ trình tâm xong mình bắt được cái giống như cái nguyên lý phát sanh của cái dòng tâm thức á. Thì rất là tuyệt vời. Học kỹ cái bài đó thì chắc cũng lâu, bài đó chắc cũng chắc phải xong cái phần thì đứa học cái linh tinh học tới đâu ha, đứa học nhân môn, học sự chưa, 14 sự học chưa, thì đứa học 14 sự chưa ha, chắc chưa rồi ha. Lớp này chắc chưa quá. Có luôn hả? Không rồi. Vậy là cũng còn cũng gần hết cái nhóm kia. Hết cái kia xong rồi. Hy vọng còn người cõi nữa chưa. Người cõi chưa xong gì đó. Còn lâu. Chưa hết hả? Còn lâu lắm. Mới cái sự thôi. Mới 14 sự thôi. Còn dài dài. Rồi, tứ ý nghĩa, trạng thái, sắc bị thấy bởi mắt, phải là sắc bị thấy bởi mắt. Phận sự là chuyên làm cảnh cho nhãn thức. Phận sự là chuyên làm cảnh cho nhãn thức. Sự thành tựu thành sắc thực cho mắt, thành sắc thực cho mắt. Nhân cần thiết, hai chấm. Có sắc tứ đại hay tám sắc bất ly. Có sắc tứ đại hay tám sắc bất ly. Rồi, như vậy tứ ý nghĩa này chúng ta thấy rằng cái trạng thái của nó là sắc, là cái mà bị thấy bởi mắt, bị thấy bởi con mắt. Và cái phận sự nó là nó chỉ làm phận sự là đối tượng, nó làm đối tượng, nó làm cảnh cho cái tâm nhãn thức. Chỉ có một đối tượng duy nhất làm cảnh cho tâm nhãn thức. Và sự thành tựu của nó là thành sắc thực, tức là vật thực. Vật thực cho con mắt. Tức là con mắt mình nó hay, nó cần phải có vật thực. Nó cần phải thấy để mà nó được tồn tại. Nhãn thức cần phải có thực để ăn, là sắc thực. Thành ra như vậy là không phải là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn ha, mà nó nhiều thực lắm. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực và chung. Rồi giờ trong cái con mắt mình nó cần có cái sắc thực, tức là cái mắt phải tiếp xúc với cái vật thực bằng cảnh sắc thì nó mới tồn tại được. Không thôi là nó chịu không có nổi.
Giống như ngày nào mình không có nhìn này nhìn kia là mắt mình nó thiếu, nó đói, nó khát. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đời sống của mình, những cái vấn đề này nó coi vậy cho lúc mình thiếu mới quan trọng. Giống như ngày xưa mới giải phóng như vậy. Lúc đó mình mới thấy là những cái vật thực mà cho mắt, vật thực cho tai, nó thật sự là nó là rất là quan trọng. Bởi vì ngày lúc đó là mình rất là thiếu thốn đủ thứ, không được đi đây đi đó du lịch, không được coi phim coi ảnh, rồi tai không được nghe nhạc, không được này kia nọ, thì nó tạo cho mình có một sự đối khác về những vật thực đó. Và những ngày sống trong cái thời đó sẽ thấy cái sự đối khác về, nhất là về âm nhạc này. Thì cũng còn nhớ rồi đó, năm 76, 77 là mấy lâu năm đó, mà lén rủ nhau lén đi vô mấy cái quán cà phê mà nó tổ chức, mà nó chơi nhạc lén, chơi mở nhạc nhạc Mỹ, rồi mấy cái nhạc country music, rồi nhạc rock, rồi Beatles này kia, rồi ngồi nghe mà nó giống như là mình được ăn được món gì cao lương mỹ vị, rất là tuyệt vời. Thì lúc đó mình ngồi mình mới nhớ lại cái vấn đề là thì ra là con mắt mình nó cũng cần có vật thực để nó ăn, tai mình nó cũng cần có vật thực để nó nghe, chứ nếu không có nó thiếu thốn, nó cảm thấy cuộc đời nó rất là nói khác trong những ngày này. Thì như vậy sau khi chúng ta học quy pháp, mình mới thấy là thì ra những cái con mắt, cái tai, mũi, lưỡi, cái thân, ý này nó phải có cái vật thực của nó, nếu không có nó không thể tồn tại được. Cho nên cái sự thành tựu của cái sắc này chính là nó là vật thực cho con mắt. Và cái nhân cần thiết của nó là phải có tám sắc bất ly, hay nói tứ đại hoặc nói tám sắc bất ly, tức là không thể thiếu những cái sắc này, nó mới cái chỗ đứng vững của nó. Đó là bốn ý nghĩa của cái sắc cảnh sắc. Rồi mình làm tiếp ha. Số 2 là sắc cảnh thinh. Sắc cảnh thinh, họ nghe không vậy? Alo. Ok. Rồi, sắc cảnh thinh. Sắc đà rầm mà nó sắc cảnh thinh. Rồi, xuống dòng. Bất kỳ cái gì làm cho nhĩ thức biết được. Bất kỳ cái gì làm cho nhĩ thức biết được, cái đó là cảnh thinh. Bất kỳ cái gì làm cho nhĩ thức biết được, cái đó là cảnh thinh. Tức là bất cứ một cái gì, một âm thanh nào mà nó sanh khởi lên, nó làm cho cái tâm nhĩ thức biết được, thì cái mà bị biết là cái đó là thuộc về cảnh thinh, là thuộc về sắc âm thanh. Rồi, cái dòng. Những âm thanh nào phát ra, những âm thanh nào phát ra là đối tượng của thần kinh nhĩ. Những âm thanh nào phát ra là đối tượng của thần kinh nhĩ. Làm duyên cho nhĩ thức sanh lên biết được. Làm duyên cho nhĩ thức sanh lên biết được, cái đó là sắc cảnh thinh. Làm duyên cho nhĩ thức sanh lên biết được, cái đó là sắc cảnh thinh. Rồi, như vậy là những cái bất kỳ âm thanh nào, âm thanh do vật dụng nó đụng nhau, rồi do tiếng hú, tiếng này tiếng kia tiếng nọ, thú này thú kia, hoặc là tiếng đó, hoặc là cái tiếng âm dương nó tạo nên, nó phát ra, mà nó là đối tượng làm cho cái xúc chạm vào cái thần kinh nhĩ,
và nó làm duyên cho nhĩ thức sanh lên. À, tức là ở đây nó thuộc về cảnh duyên. À, trong 24 duyên thì cái này thuộc về cảnh duyên, tức là nó làm duyên, cảnh làm duyên cho nhĩ thức sanh lên. Nhạc video sao? Nhĩ thức sanh lên biết được thì cái đó là sắc cảnh thinh. À, ví dụ như một cái âm thanh từ một tiếng chuông mở mỏ mình gõ, mình gõ cái bon, thì cái tiếng nó sẽ chạm vô cái thần kinh nhĩ mình. À, thì nó làm duyên cho cái nhĩ thức sanh lên. À, thì đó chính là cái sắc, đó là sắc cảnh thinh. Rồi xuống dòng. Nhưng với sự phân biệt được tiếng này tiếng kia, âm thanh hay dở, người thú vân vân, thì đó là cảnh pháp. À, chứ nó không còn là cảnh thinh nha. Nhưng với sự phân biệt được tiếng này tiếng kia, âm thanh hay dở, người thú vân vân, thì đó là cảnh pháp. À, tức là khi mà chúng ta mà đi vô tới cái vấn đề mà mình có cái sự phân biệt được cái âm thanh rồi đó, ví dụ mình nghe cái tiếng chuông chùa, tiếng mỏ chuông gõ cái bon mà cái, thì khi mình nghe cái mà mình biết được là tiếng mới tiếng mỏ tiếng chuông là coi như là nó nhảy qua cảnh pháp rồi, nó không còn là sắc cảnh thinh nữa. À, chính vì như vậy chúng ta chỉ nắm bắt ở cái pháp tục đế, còn cái pháp chân đế mình chưa bắt được. À, cho nên khi mình tu tới niệm xứ, mình cố gắng làm sao mình chánh niệm tỉnh giác để mình bắt liền cái sắc cái âm thanh này nó sanh khởi. À, mình nghe cái bon mình bắt liền cái lúc mà nó sanh, lúc mà nó còn chưa có bị định danh định hình đó, thì lúc đó là chúng ta bắt được pháp chân đế. À, thì thật sự nói thì dễ, nó khó lắm, nó lẹ lắm vậy. Cái nó dành kinh hồn lắm. Cái tâm mình nó làm cái rẹt cái là hàng trăm hàng ngàn hàng triệu cái lo định tâm rồi, nó qua cái nó sắp đặt, nó định danh tên này tên kia, nó nghe tiếng là biết tiếng của ông này bà kia, hoặc là nghe tiếng biết tiếng thú tiếng chim tiếng này kia, là mình qua những cái lộ tư tưởng để định hình định danh rồi. À, nó về tục đế hết. Cho nên khi mà có sự phân biệt rồi thì lúc đó chúng ta đang rơi vào trong cái tục đế, mà khi nắm bắt tục đế thì chúng ta không thể thấy được thần tính pháp, không thể nắm được cái chân pháp. Và không nắm được chân pháp thì vô vương giải thoát nha. Không thể nào mà chúng ta có thể mà thành tựu được cố gắng nếu chúng ta chỉ nắm cảnh tục đế mà tu thôi. Như mình ngồi mình tu thiền, hít vô thở ra, cái mình nghe cái tiếng thở của mình á, nghe tiếng khò khè, rồi nghe tiếng thở. Thì nội mình nghe cái tiếng thở của mình không, mình biết là tiếng hơi thở là mình đã rơi vô tục đế rồi, chứ đừng nói gì tới cái tiếng khác ha. Thì như vậy chúng ta học được, mình biết được mình đang ở chỗ nào. À, cái hay chỉ cái chỗ là mình biết được mình đang ở chỗ nào thì mình mới tiến bộ được. Còn mình không biết mình đang ở chỗ nào, mình tưởng mình là đã nắm được pháp này, là cái đó là mình mệt rồi ha. Cái đó là chúng ta là sống trong mộng ha, sống không có thật, không có đúng cái thực tính. À, như vậy đó là khi mà đã có cái sự phân biệt rồi, phân biệt được hình ảnh này hình ảnh kia, âm thanh này âm thanh kia, thì khi đó là chúng ta nắm toàn là cảnh tục đế hết. Chừng nào mình bắt được cảnh chân đế đó, bắt cảnh chân đế rồi từ đó nó mới làm duyên phát sanh trí tuệ, là mới thấy được là vô thường khổ vô ngã, rồi mới đi vô cái lộ trình tâm đắc đạo đắc quả được. Chứ còn tục đế thì thôi nó khó lắm. Vô phương. Rồi đã, rồi tứ ý nghĩa hai chấm. À đúng rồi, đó là pháp thật mà, chân đế mà, sự thật tuyệt đối mà, là sự thật. Còn cái kia nó không phải sự thật, cái kia đó là mình thi thiết thôi, mình đặt tứ ý nghĩa hai chấm. Trạng thái hai chấm. Sắc thinh đối nhĩ, sắc thinh đối nhĩ, tức là sắc bị nghe đó, sắc bị nghe, sắc thinh là sắc âm thanh, đối nhĩ đối là lỗ tai mà nó sắc thinh đối nhĩ, sắc bị nghe, trạng thái của nó. Rồi phận sự
Làm cho nhĩ thức biết được. Làm cho nhĩ thức biết được. À, cái Hán thì khó, nhưng mà cũng nhờ có cái Hán văn này chúng ta hiểu được vấn đề nó rõ ràng hơn, quý vị. Nó gọn gàng hơn, nó sâu sắc hơn, gọn gàng. Nhưng mà nhiều khi mình dịch qua tiếng Nôm của mình, tiếng Việt nó dài dòng. Làm cho nhĩ thức biết được. À, cái lễ sư Pháp Trang quá dạo rồi mà. Phận sự làm cho nhĩ thức biết được. Sự thành tựu thành thinh thực cho nhĩ. Thành thinh thực cho nhĩ. Thành thinh thực cho nhĩ. Nhân cần thiết có tứ đại. Nhân cần thiết có tứ đại sắc. Rồi, như vậy tứ nghĩa của cái sắc cảnh thinh này, tức là sắc thinh đối nhĩ, tức là nó là cái sắc để mà bị nghe, nó là cái trạng cái đó, nó là cái tướng trạng đó là để bị nghe. Những cái gì mà bị nghe thì đó là thuộc về sắc thinh. Rồi cái phận sự của cái sắc thinh này nó làm cho nhĩ thức biết được, tức là nó là cái phận sự của nó là chỉ để cho nhĩ thức biết được thôi. Và thành tựu của nó chính là nó là vật thực cho cái lỗ tai, vật thực cho nhãn nhĩ thức. À, đó là cái sự thành tựu của nó. Nếu mà không có âm thanh thì nhĩ thức sẽ không có vật thực. À, đó là cái vấn đề là chúng ta thấy như vậy. Rồi nhân cần thiết phải có tứ đại, tứ ý nghĩa. Xong. Số 2 là về sắc âm thanh. Chúng ta học cảnh sắc kia rồi sắc âm thanh. Rồi số 3 là sắc cảnh khí. Khí. Sở tri là bị biết á, sở là thuộc, tri là biết. Sắc cảnh thí, cảnh tha rầm ma nát. Cảnh thí. Vật thể nào mà tự nó cho tỷ thức biết được? Vật thể nào mà tự nó cho tỷ thức biết được bằng cách tỏa mùi, đó là cảnh khí. Vật thể nào mà tự nó cho tỷ thức biết được bằng cách tỏa mùi, đó là cảnh khí. Sắc nào là đối tượng của thần kinh tỷ? Sắc nào là đối tượng của thần kinh tỷ? Và làm cho tỷ thức sanh lên biết được. Sắc đó là cảnh mùi, cảnh khí, cảnh mùi. Sắc nào là đối tượng của thần kinh tỷ? Và làm cho tỷ thức sanh lên biết được. Sắc đó là cảnh khí. Hay là cảnh mùi. Thì như vậy cái cảnh khí này nó chính là cái mà nó làm cho tỷ thức biết được bằng cách nó tỏa cái mùi ra. À, thì cái nào mà tỏa ra cái mùi thơm, mùi thúi, mùi hôi, mùi này mùi kia thì cái đó là thuộc về cảnh khí. À, và cái sắc nào nó là đối tượng cho cái thần kinh tỷ. À, và nó làm duyên cho tỷ thức sanh lên. À, nó tạo duyên cho tỷ thức sanh lên thì cái đó là sắc cảnh mùi hay là sắc cảnh khí. À, rồi xuống dòng. Nhưng mà tâm phân biệt được mùi thơm hôi thúi tanh vân 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 thì không còn là cảnh mùi nữa mà là cảnh pháp. À, câu này luôn luôn là phải nhớ để chúng ta không bị rơi vô trong cái sự lầm lẫn ha. Nhưng tâm phân biệt được mùi thơm, hôi, thối, tanh, vân 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 thì không là cảnh mùi nữa mà là cảnh pháp.
Nắm được không vậy? Nắm được mấy cái ý này không vậy? Ý quan trọng nhất trong cái vấn đề sắc pháp mình nắm được không? Là nắm được thì mình mới khi mình đi vô pháp hành đó, mình không có bị lộn xộn cho này không? Chứ còn ngồi suy nghĩ nhức đầu đó, mình không hiểu mình cái mình cứ tưởng là mình thấy đúng không? Vô mình ngồi mình ngồi thiền mình nghe mùi ai sức thơm, mình nghe dầu thơm cái mình niệm thơm 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 niệm thơm thơm là rất quất. Cho nên phải biết rõ ràng như vậy, những cái mà mình biết được cái hạn ngồi ngồi đó nghe ai nấu cơm dưới là mình chiên xào gì đó nghe thơm bốc mùi, là nghe mùi cá chiên thôi em thơm quá, ngồi đó thèm quá bắt đầu mình niệm, thay vì mình niệm hơi thở mình niệm thơm 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 sướng quá thôi. Bé thơm là tâm tham sân khởi ào ào ào. Tham sân khởi. Cho nên khi mà tâm mình phân biệt rồi thì như mình tiêu, mình rơi vô tục đế liền. Cho nên lúc đó mình phải chánh niệm nó liền, mình phải chánh niệm lại, giữ chánh niệm lại. Chanel luôn, Chanel Gucci, Galapana gì đó. Rồi, xin chào tứ ý nghĩa, hai cháu xin chào tứ ý nghĩa, trạng thái, sắc bị tỷ thức nhận ra mùi, trạng thái đó là sắc bị tỷ thức nhận ra mùi. Sự thành phận sự là làm cho tỷ thức biết được, phận sự là làm cho tỷ thức biết được. Sự thành tựu thành hương thực cho tỷ. Thành hương thực cho tỷ. Nhân cần có tứ đại sắc. Nhân cần có tứ đại sắc. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sắc cảnh khí này đó là cái sắc mà để cho tỷ thức nhận được, biết nhận ra được ha. Cái phận sự của nó là làm cho tỷ thức biết được nó là cái gì. Và sự thành tựu nó là vật thực, nó là cái vật thực, cái hương thực cho tỷ thức sẽ lên. Cho nên đó là cái sự thành tựu của nó là như vậy, cần thiết là cần phải có sắc tứ đại luôn. Rồi đó là cái sắc cảnh khí. Rồi cái nữa học cái nữa nghĩ được ha, sắc cảnh vị. Sắc cảnh vị. Sa-ra-ma-na, sắc cảnh vị. Cái gì cần phải có sự nếm bằng lưỡi để biết được, cái đó là cảnh vị. Cái gì cần phải có sự nếm bằng lưỡi để biết được, cái đó là cảnh vị. Rồi, sử dụng. Hay sắc nào làm đối tượng cho thần kinh thiệt? Hay sắc nào làm đối tượng cho thần kinh thiệt? Duyên cho thiệt thức sẽ lên. Biết được là cảnh vị. Hay sắc nào làm đối tượng cho thần kinh thiệt? Duyên cho thiệt thức sẽ lên. Biết được là cảnh vị.
Như vậy là cái gì mà cần phải có cái động tác của mình là phải nếm, nếm bằng cái lưỡi, thì lưỡi mình nó có cái hệ thần kinh cho nó trải dài thì nó, thì cái lưỡi mình nó biết được cái vị đó, đó thì cái đó chính là cái sắc cảnh vị. Còn cái sự mà đụng vô cái lưỡi mà cứng mềm hay là bị đau này, thì nó không phải là cảnh vị nha. Hoặc là mình cắn lưỡi bị đau đó, thì nó thuộc về cảnh xúc chứ không phải cảnh vị. Cho nên cái gì mà nếm bằng lưỡi được đó, thì cái đó mới là cảnh vị. Rồi hoặc là sắc nào nó làm đối tượng cho cái hệ thần kinh trên cái lưỡi đó, thần kinh thiệt cái lưỡi trải dài lưỡi đó, thì cái sắc nào nó là đối tượng cho cái đó và nó làm duyên cho cái tâm thiệt thức nó sanh lên, tức là cái thiệt thức sanh lên để biết được cảnh vị đó, thì cái đó được gọi là sắc cảnh vị. Rồi xuống dòng, sự nhận biết phân biệt ra vị ngọt cay chua .. là cảnh pháp. Sự nhận biết phân biệt ra vị ngọt cay chua .. là cảnh pháp. Như vậy khi mà có cái sự mà phân biệt ra được, ví dụ như giờ mình nếm một cái món đồ ăn thì mình lấy lưỡi mình nếm một cái đồ ăn, thì khi mình nếm như vậy cho đến lúc mà mình nhận ra được ở cái này là mặn quá hoặc là cay quá hay là chua quá, thì khi mà qua đến cái giai đoạn đó rồi thì cái đó là thuộc về cảnh pháp chứ nó không còn là cảnh vị nữa. Cho nên đây chúng ta phải cần phải biết là một cách chính xác những vấn đề này ha. Khi mình nếm một gì đó thì mình làm sao là mình bắt được cái sắc cảnh vị ngay cái lúc đó, lúc mình nếm, chứ đừng có để cho nó hình thành một cái chuỗi tư tưởng là tục đế phát sanh. Đây là vị này là vị cay, vị chua, thơm, ngon, nào nếm vô thấy cay cay đã, thì lúc đó chúng ta đã rơi vào trong cái tục đế rồi. Cho nên đó là không phải là cái sắc cảnh vị thuộc về pháp chân đế, bởi sắc pháp này là thuộc về chân đế mà. Cho nên rất là khó coi vậy, chứ khó mà chúng ta bắt được những cái pháp thực tính này đó, rất là khó. Những là mấy cô nó web mà ném ném mà thấy ngon ngon này thì kia nọ là mình rơi tục đế hết. Cho nên muốn tu tập cái niệm xứ thì nó phải đòi hỏi một cái sự nhạy bén, được trí tuệ rất là dữ dằn lắm, chứ không phải đơn giản. Bởi vì cho nên cái pháp tu về tính niệm xứ rất là khó, rất là tinh tế lắm, đòi hỏi một người phải có trí tuệ dữ lắm. Cho nên phải nói chung là phải là người tam nhân thì mới có thể thành tựu được dễ dàng, còn không thôi khó lắm, bởi vì cái đòi hỏi trí tuệ rất là sắc bén. Còn không thì cái vị đó là vị thôi, khi mình đụng vô mình chưa có kịp phân biệt gì đó thì đó là nó là pháp chân đế đó. Còn mình còn qua cái sự phân biệt rồi là thua, mình còn qua cái sự phân biệt mình biết đây là vị chanh, đây là vị ớt, đây là vị tiêu, đây là vị mặn ngọt là coi như thua. Và cái đó là mình chỉ sống trong tục đế thôi. Cho nên cái đó là phải cần phải có một cái sự thực nghiệm, cái sự tu tập. Chứ cái này mình không có nói được, cái pháp chân đế thì thực sự nó không có tên, không có tên tuổi, mình định cho nó thôi, mình định danh định hình cho nó thôi. Chứ thì mình phải chánh niệm, mình phải bắt buộc có một cái sự chánh niệm tỉnh giác liên tục vậy đó. Mình phải tu niệm xứ là cho đó. Là phải luôn luôn là ghi nhận liên tục là sáng suốt, phải tỉnh giác, là phải coi như là dữ dằn lắm. Khó phải công nhận là cái pháp này chỉ có Đức Phật mới tìm ra nổi, thì khó mà ai mà hiểu được cái này. Bây giờ mình học rồi mình được vậy là mình còn không hiểu ra làm sao. Thật sự giờ chúng ta nói dễ nhất là về cái âm thanh này. Mình thấy là mình nghe thường xuyên, ngày nào mở mắt ra mà nghe này nghe kia nọ, nhưng mà giờ có đời nào mình biết được cái sắc cảnh thinh thật thực tính nó như thế nào chưa, rất là khó vậy. Cho nên nhiều vị người ta phải vô phòng đóng cửa là hết á. Có nhiều người ta luyện vô phòng đóng phòng kiến đóng cửa lại để lấy cái mỏ gõ cái bon cái chuông gõ bắt âm thanh làm luyện hoài thấy gì khó lắm, cái tâm mình nó lẹ lắm.
mình khó cái trí tuệ mình phải nhạy ghê lắm, tập thường xuyên, nói chung là tập riết thì cũng được thôi, tập hoài cũng được. À, mà kêu bắt được rồi làm giữ đó là mình đi vô được cái lộ thông, bắt được cái pháp thực tính đó là siêu sao đó. Rồi tới đâu rồi, nó nói tới đâu rồi, rồi tứ nghĩa không, giờ tới tứ nghĩa đúng không, tứ nghĩa hai chấm trạng thái là sắc đối thần kinh thiệt, sắc đối 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 chiếu mà. Sắc đối thần kinh thiệt, mở ngoặc sắc bị nếm, mở ngoặc lại sắc đối thần kinh thiệt, sắc bị nếm rồi, phận sự làm cảnh cho thiệt thức biết, làm cảnh cho thiệt thức biết, phận sự làm cảnh cho thiệt thức biết, sự thành tựu thành vị thực cho thiệt, vị thực cho thiệt. Nhân cần có tứ đại sắc, nhân cần có tứ đại sắc. Rồi như vậy là tứ ý nghĩa của cái sắc cảnh vị, đó là sắc đối của thần kinh thiệt, tức là sắc bị ném. À, phần sự của nó làm cho cái tâm thiệt thức sanh lên để biết được cái sắc cảnh vị đó, và sự thành tựu của nó là vật thực, là vị thực cho thiệt, cho cái thiệt thức. Và nhân cần thiết là phải có sắc tứ đại, đó là về sắc cảnh vị. Rồi xuống dòng mình đánh cái bông thiệt là bự chứ ha. Riêng cảnh xúc, riêng cảnh xúc. Riêng cảnh xúc phát thấp bà râm mã ná, cảnh xúc là phát thấp bà râm mã ná, riêng cảnh xúc là cảnh đối xúc với thần kinh thân, là cảnh đối xúc với thần kinh thân, bảy cái. Riêng cảnh xúc là cảnh đối xúc với thần kinh thân. Làm cảnh cho thân thức biết được chấm, làm cảnh cho thân thức biết được chấm. Xuống dòng cảnh xúc có ba pháp tạo nên sự xúc là hai chấm, cảnh xúc có ba pháp tạo nên sự xúc là hai chấm. Đất, lửa, gió. Rồi, xuống dòng. Do vậy hành cảnh sắc, do vậy hành cảnh sắc thay vì chỉ có bốn, nhưng nếu tới luôn cảnh xúc thì có cả thể là bảy. Như vậy hành cảnh sắc thay vì chỉ có bốn, nhưng tính nếu tính luôn cảnh xúc thì có cả thể là bảy chấm.
vô phải hành hành cảnh sắc, tức là nguyên nhóm cảnh sắc, là hành cảnh sắc chứ phải thành nha. Hành cảnh sắc bốn thứ đó, đất bốn thứ sắc tinh khí vị đó kêu là hành cảnh sắc, nguyên cái đó nhóm đó kêu là hành cảnh sắc. Như vậy hành cảnh sắc thay vì chỉ có bốn thôi là sắc tinh khí vị, nhưng mà nếu mà tính luôn cảnh xúc, bởi vì cảnh xúc là nó nằm ở trên tứ đại rồi, nó nằm ở trong phần tứ đại, nhưng mà giờ nếu mình tính nó ra nó thì nó thành là bảy, bởi vì nó là đất lửa gió. Đúng rồi, hành cảnh sắc đó, viết chữ in chữ qua lên. À, thì như vậy đối với cái hành cảnh sắc này, thay vì chỉ có là sắc thân khí vị, nhưng mà nếu mà có xúc vô nữa thì nó thành ra là đất lửa gió nữa, thành ra là bảy. Như vậy chúng ta có bảy cái hành cảnh sắc chứ không phải có bốn, nếu tính như vậy. Cho nên riêng về cái cảnh xúc này đó, tức là cái sự xúc chạm, sự đối xúc với cái thần kinh thân, nó làm cho cái thần thức nó biết được, tức là khi mà có sự xúc chạm vô cái hệ thần kinh thân của mình, chỗ nào có thần kinh thân có cái sự xúc chạm thì lúc đó cái thần thức nó biết được. Ví dụ như đất xúc chạm vào hệ thần kinh thân thì cái thần thức nó biết được ở đây là cái cứng hay mềm, đất là nó có hai cái mặt là cứng hay mềm, thì khi mà nó xúc vô cái hệ thần kinh làm cho cái thần thức sanh lên, nó biết được ở đây là cứng, đây là mềm, thì đó là thuộc về đất. Nhưng mà khi mà có lửa, cái sự nóng mà đụng vô, nóng hay là đá lạnh đụng vô thì nó có sự xúc vô thần kinh làm cho cái thần thức biết được đó là lửa, đó là nhiệt, hay là nóng hay lạnh. Hoặc là có gió thổi tới, có sự chuyển động xúc vô cái thần kinh thân của mình thì biết được đó là gió. Thì như vậy ba cái pháp này, đất, lửa, gió này là thuộc về cảnh xúc, nó nằm trong bên tứ đại. Thì cho nên khi mà chúng ta tu tập về cái thiền tứ niệm xứ, khi mà có cái sự xúc chạm về cái cảnh, nó xúc chạm về cái thân của mình đó quý vị, thì khi mà ví dụ chẳng hạn giờ mình đang ngồi thiền, thì những chân mình nó bị cấn, thì đó là có cái sự xúc chạm vô cái thân mình là do đất. Nhưng mà khi mà mình biết cái sự cấn hay đau hay gì đó thì nó nhảy qua thực tế rồi ha, mình phải biết rõ vậy chứ thôi mình cứ tưởng là mình ngon mình chưa biết thực tế thôi. Nhưng mà mình thấy ngồi thấy cứng mà mềm đã rồi ha, hoặc là thấy nóng lạnh là thấy chào thấy pháp này, là mình thấy pháp với pháp gì là chắc pháp định. Hoặc là mình thấy cái gió thổi rồi cái nó mát nó đã, mình tưởng đó là gió. Nhưng mà không phải, chưa đâu quý vị, rất khó, này không phải dễ cho mình bắt được. Cho nên học cái pháp bi quát này giúp cho mình nhận chân ra được cái sự thật, cái nào là thật, cái nào là giả, để cho mình không có bị mê lầm, không có bị lạc pháp, không có bị gạt, tức là không có bị người đời gạt, không có bị tự mình gạt mình, mà mình biết rõ các pháp nó như chân như thật. Chứ không thôi là nhiều khi mình bị người ta gạt, nhiều người ta có cái miệng lưỡi ta hay lắm, nói này nói kia là mình nghe mình tưởng thiệt, mình tưởng là mình đã thấy pháp, mình đã chứng ngộ pháp này, thật sự mình chả biết khỉ gì đó. Hoặc là tự mình gạt mình tự mình cho mình là đúng, cho mình là biết đúng này kia, là tự mình cho mình là mình đã thành tựu được cứu cánh này kia, là đủ thứ chuyện, đắc được tu đồ quần này kia, rất là khó cái chuyện này. Mình học rồi mới thấy là không có đơn giản như mình nghĩ. Bây giờ phận sự của mình là mình học, mình biết đâu là chân, đâu là giả, rõ ràng ha. Rồi mình đi vô cái đạo lộ này, mình đi vô pháp hành. Mình hành là mình phải là một người tự mình nghiên cứu lấy, tự mình dùng cái trí tuệ của mình để mình quán chiếu, mình suy xét sự việc theo đúng như thật tính pháp của nó. Cái này phải tự mình làm, tự mình dấn thân làm, chứ không ai cứu mình được hết. Đức Phật cũng chịu thua thôi, Ngài chỉ chỉ là chúng ta để chúng ta học, tự tập thôi. Chứ Ngài không nắm tay mình để cho mình đi vô cái pháp được. Cho nên trong cái vấn đề này mình phải có một sự mà bình tĩnh, một sự sáng suốt, một cái sự trí tuệ, và không có bị mê lầm, không có bị mê vô ai đó. Đừng nghe tin lời mấy ông bạn kia nói tùm lum tùm la, mình tin theo, mình hành theo rồi ta cấp cho mình cái bằng á, mình đây là bằng thiền sư này nọ rồi. Ví dụ như giờ Nguyên Như hành thiền thời gian sẽ phải được cấp bằng thiền sư Nguyên Như là thấy là xong rồi đó nha. Chuẩn bị quý vị, chuẩn bị
cho như cái gói với cái chiếu cả đi vòng đó. Mình học rồi mấy cái này mình thấy nó đơn giản, nhưng mà thật sự nó rất là lợi ích trong cái vấn đề mà tu học của mình, bởi vì tất cả những cái này nó đều liên hệ đến cái đời sống hàng ngày của mình. À, nó liên hệ đời sống mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi ném thân xúc chạm ý suy nghĩ, nó liên hệ với mình trong từng giây từng phút trong cuộc sống. Rồi những cảm thọ này cảm thọ kia nó đều liên hệ với mình, không có chạy đâu khỏi, mình không có chạy đâu ra khỏi nè. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là chỉ cần làm sao mình sáng suốt, mình sáng suốt mình nhận ra đâu là chân đâu là giả một cách chính xác rõ ràng, để không có bị lạc pháp nữa. Đây là cái sự lợi ích của cái học phi pháp ở cái chỗ như vậy đó, chứ không phải là mình nói là mình, tu pháp hành kia là không cần học. Thì những điều gì nếu quý vị mà không cần học mà quý vị thành tựu được thì cái đó phải nói là xứng đáng đảnh lễ cúng dường. Bởi vì tiền kiếp là quý vị đã có ba la mật rất là dữ dằn, bây giờ chỉ cần vô pháp hành là quý vị bắt được pháp thực tính liền, cái đó là quá siêu ha. Nhưng mà thật sự thời nay khó lắm, bây giờ mình học rồi đó, học mấy chục năm rồi sao ông xưa vô hành cũng bị tục tế nó dẫn đi à, hành lát lại dẫn mình đi tùm lum tùm la, khó lắm. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải sáng suốt, phải quyết tâm để mà không để bị lầm lẫn trong cái pháp này. Và chính vì những cái này nó sẽ là nhân là duyên để giúp cho chúng ta trong cái đời sống tu học tiến hóa tốt đẹp, kiếp này hoặc những kiếp tới mình không có bị lạc pháp, không có bị những cái từ ngữ, những cái chế định, những cái này kia để nó lôi mình đi rơi vào trong những cái ác pháp. Đó là cái vấn đề mà hôm nay mình học tới đây là thấy cũng vừa phải lẽ ha, đủ và nhiều quá cũng không có lợi ích gì nhiều, làm cho mệt mỏi. Rồi, do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Phật Tathāgata, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sangha. Rồi, xin mời trả mic lại cho MC nha. Nam mô Phật Tathāgata, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sangha. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đặng giảng giải cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, nguyện như con xin dâng mic lại cho sư. Phavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nu phave na sadaso thi phavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nuphave na sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha nuphave na sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tà sanh ti quy hà ra qua si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình. Ta tham ma đa ni na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su ki ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ka.
ni ya ni kang tham ma wa rang pa tum cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sam tham mo sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vui đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai và nguyên như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong nguyên như kỳ viên vào thứ hai hoặc là đó là sáng thứ ba ở bên Việt Nam và kính thưa chư vị sư Pháp Thanh đã kết thúc cái đề tài ngạ quỷ sự cho thứ hai ở bên Mỹ của tuần sau là sư sẽ chính thức bắt đầu vào phần giảng của 37 phẩm trợ đạo. Sư sẽ nói sâu một chút xíu về cái pháp hành cho mình có thể theo được. Quý vị nếu mà vào lớp thì nhớ đem giấy bút theo để ghi nốt nha quý vị. Nếu mà có bạn nào mà muốn học thì quý vị xin mời vào thứ hai tuần sau để cho chúng ta bắt đầu từ đầu tiên thì mình sẽ dễ theo bài hơn nha. Dạ, Nguyên Như mong gặp lại chư vị vào thứ hai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.